đừng tích hợp thẻ tàu vào điện thoại. Mình có một cái thẻ tháng như thế này và một cái iPhone pin cực rất là đẹp. Và trong iPhone thì sẽ có một cái app tên là ví như thế này. Mình đã nghe lời bạn bè bảo là tích hợp trên iPhone đi, tiện lắm, không cần phải tìm thẻ mỗi lần mà đi qua cổng soát vé. Thế là mình tích hợp luôn vào điện thoại. Các bạn chỉ cần mở app xong bấm vào thẻ phương tiện công cộng, bấm chọn loại thẻ mong muốn. Sau đó thì mình làm theo hướng dẫn để tích hợp thẻ vào điện thoại là ok nè. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mình không thể charge tiền vào thẻ được vì cái máy chỗ mình nó rất là cũ và nó không có chỗ để mà charge bằng điện thoại, giống như cái máy này. Cái gà mình đi làm ý, máy đã cũ không có chỗ charge thì chớ, mà mình thì không thể xài được thẻ credit. Hỏi nhân viên nhà ga thì họ bảo về đây. Mobile で定期券を更新したいです。どうすればいいですか？これはお客様自身での操作になるので、現金で支払いできますか？できないですね。できないですか？はい、モバイルはもうお客様で登録されたクレジットカードのお買い求めなので。Thành ra là mình không thể nào nạp tiền được vào điện thoại luôn. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Bây giờ mình lại phải mua thêm một cái thẻ mới nữa, tốn thêm 500 yên nữa đó.